quay được video ấy. Làm sao vậy? Làm gì vậy? Không có YouTube gì hết. Chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình vẫn là Yến Dương đây. Hôm nay mình sẽ làm một cái màn trôn Tonali thật là hoành tráng. Đó là mình sẽ đập nút bạc của Tonali. Ghê chưa? Ghê chưa? Thật ra thì mình không dạy gì đập cái nút bạc thật của ông ấy đâu. Mình sẽ thể hiện tài năng chế tạo làm cái nút bạc fake. Đấy, thì đây là tất cả những cái đồ nghề mà mình chuẩn bị rất là nhiều công sức. Đây, đây là cái nút play trong nút bạc của Tonali á. Mình đã bóc ra đấy. Thật ra cái này là mình tự làm đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Giống thật không? Giống vãi luôn nhở. Ok, thì bây giờ mình sẽ hoàn thành công đoạn cuối của cái nút bạc này. Trước khi bắt tay vào làm nút bạc thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ứng dụng cực kỳ là thú vị luôn, cực kỳ là vui vẻ, cười banh mồm luôn. Nói chung là nó có nhiều lắm. Thôi, để mình giới thiệu luôn nhá. Đầu tiên thì chúng ta phải tải ứng dụng về đã. Mình dùng iPhone thế nên mình sẽ tải về ở App Store. Nếu bạn nào dùng Android thì có thể tải về từ CH Play. Ok, tên ứng dụng là Kawai. Các bạn nhập vào chỗ tìm kiếm Kawai. Đây. Ô, sao mình đang hướng dẫn tải mà nó đã tải về này quá. Thôi cứ mở xem đây nhở. Đấy, đầu tiên vào ứng dụng thì bạn ngắn video luôn. Vì đây là mạng xã hội video ngắn mà. Wow. Nhiều vãi. Quất mãi không hết. Ô khoan đã, mà sao lại còn thích ông Tôn đây nhở? À, hóa ra mượn máy của mình tải cao hoai về ngắm gái à. Thằng nào kéo lắm gái vãi. Mình thử xem một cái à. Nhìn này bảo sao? Xinh vãi. Các bạn cứ tải thoải mái đi. Nhưng mà trừ ông Tôn à. Dám tải về ngắm gái à? Xem không có đăng cái gì lên. Này là từ hồi lớp 11 đây. À mà tí nữa mình sẽ cho các bạn ID của ông Tun ở dưới này để tiện theo dõi nha. À mà không được. Mình sắp cấm ông Tun chơi kawaii rồi. Bởi vì trong này nhiều gái xinh lắm. Và mình sẽ cho ID của mình. Đấy. Thì cái này các bạn có thể đăng nhập bằng Facebook, Google hoặc là số điện thoại. Nói chung là rất là đơn giản. Với cách chơi thì cũng rất là đơn giản, các bạn cũng có thể tự tìm hiểu được. Nếu không thì các bạn cũng chỉ cần vào xem được. Ở đây bạn ngàn video luôn, xem sướng hết cả mắt. Ok, nếu mà các bạn thấy ứng dụng này thú vị thì đừng quên đánh giá cho Kawai 5 sao nha. Đây, mình sẽ đánh giá 5 sao. Tinh. Ok, cảm ơn các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm các bạn. Ơi, đây là hai miếng tôn mình đã cất công rất là nhiều để có thể cắt được đấy. Còn đây, đây là mấy bìa cắt tông để lót. Cái này là mặt gương của bút bàn này. Có thể xoay gương. Ok, bắt đầu thôi. Thank you.
nghiên cứu cực kỳ kỹ cái nút bảng của Kumalin để tạo ra cái nút bảng giống thật vãi chưởng luôn. Mình vừa mới phát ra cái phần chữ này, giờ mình phải biết có xóa rồi đã. Vừa ra ngoài xong, máy tính vẫn để đây. Không biết là có xem trộm sách hay không. Đây, nhân vật chính này. Các bạn thấy không? Hai tay thỏ dễ thương vô lờ. Còn đây là sự ngu người của Tonali. Chữ này đẹp thế này mà làm bung nó ra. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ đi cháo cái này đây. Ok, sụp. Treo cái nút fake lên. Thousand years later. Vợ là người đang xé ấy.
Làm sao vậy? Đấy, lời này tiếp cái gì đấy? Giờ còn dành cho vợ đúng không? Làm sao vậy? Làm sao à? Còn chưa hiểu bạn đang nói cái gì. Không phải nói gì hết. Bỏ YouTube đi, đừng có làm gì hết, đừng có liên quan đến nhau hết nữa. Nhưng mà là sao? Tại sao mà hỏi xong như thế, tự nhiên hỏi như thế là sao? Hôm qua vợ gọi chồng có đứa con gái nghe đấy á. Đứa nào? Nó nói gì? Chồng đừng có hỏi vợ như thế. Chồng mới là người rõ nhất đấy. Bỏ xuống. Nói một lời xong đi. Mà tại sao vợ chưa hỏi cái gì mà vợ vào đập phá phòng chồng là sao? Vợ còn chưa nói được rõ cái gì. Hai đứa chưa nói rõ với nhau chuyện. Sao vợ vào phòng vợ làm loạn lên? Vợ có chứng cứ đây em. Chứng cứ đâu mang ra? Vợ ghi âm hết cả rồi đấy. Đâu? Đây. Ngồi đây. Bực mày. Đây. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không? Nói. Đây. Đây. Ngoài đùa nhau rồi. Đây mẹ ơi. Vợ bảo vợ đập phá phòng trò như thế à? Cái này là cái đùa vợ. Hello bạn Trương. Ôi, trời ơi, vương gỡ rồi. Đây là mức mặt đều thế nhỏ chồng nhỏ. Mẹ bạn YouTube làm ăn như cái đấy. Nó bạn đập phát là vỡ rồi. Đúng không ạ? Đúng nhỉ. Đảo thế không biết. Vâng, đúng không ạ? Đúng. Bạn vào đập thử rồi đúng không? Vâng. Thế đã vỡ rồi, chán thật. Chồng đi ra nó không không nó cứa chân. Đắt lắm. Mai nhớ. Đẹp không? Còn biết ngày hồi cất bao nhiêu công sức ra mới làm được. Nhưng mà đập thì đập vừa vỡ hỏng kính. Không thật đấy. Lúc đấy vợ đang thức chồng đi với mổ á. Đẹp không? Thấy đẹp không? Vợ làm á. Vâng. Vợ làm được cái này. Tất nhiên. Còn biết họ mất bao nhiêu công sức không? Cái mặt vợ mà làm được như thế này. Vợ còn dễ cua vào tường đau hết cả tay luôn, cổ tay luôn vợ. Chết. Dán lại đi. Nào phá hoại không rồi. Đấy, ông Tuân ngồi nghiên cứu nãy giờ vẫn chưa chán. Mình biết bút xóa. Đó. Mình biết bút xóa. Vâng, bảo biết bút xóa mà. Xấu. Xấu thì xấu mà có người tưởng thật đấy nhờ. Ok, nếu các bạn thấy video này hay hãy like, share and subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Của mình nhé. Có tay. Bye. Thôi giờ đi. I'm not sure.